Đến chiều 14 tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp với lực lượng công dụng của Bộ Công an, Công an huyện Quỳnh Lưu để khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ rệt nguyên nhân một vụ án mạng xảy ra tại Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu vào đêm 13, rạng sáng 14 tháng 10. Trong chiều 14 tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã ra lên tiếng truy tìm chiếc xe máy của nạn nhân Đặng Ngọc Thành 1974, trú xã Quỳnh Hồng, bảo vệ bảo hiểm xã hội Quỳnh Lưu, đã bị kẻ thủ ác kiểm lấy trộm sau khi ra tay giết hại người này. Đặc điểm nhận dạng của chiếc xe máy là mang băng kiểm soát 372-188, nhãn hiệu rim -E màu nâu. Xe có lưới màu trắng, có giỏ để hàng màu đen, có một gương bên trái loại của hãng sản xuất, trụ sở bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu nơi xảy ra vụ án mạng. Nếu ai phát hiện chiếc xe máy có đặc điểm trên đề nghị lên tiếng cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Nghệ An theo số máy tính bản 692.904.512 hoặc 904.651.777. Trao đổi với phóng viên, chỉ dẫn Bảo hiểm xã hội Quỳnh Lưu cho biết, đến thời điểm hiện tại hiện trường vụ việc vẫn đang được cơ quan công an niêm phong để điều tra riêng tử thi nạn nhân thành vẫn đang được cơ quan công an lấy mẫu khám nghiệm tử thi chứ chưa bàn giao được cho gia đình. Qua khám nghiệm tại hiện trường, công an thu giữ được một con dao, một đôi giày đen nghi là của kẻ thủ ác kiểm để lại sau khi ra tay sát hại nam bảo vệ này. Hiện trường là một cánh cửa bên hông tòa nhà bị phá để cờ ác kiểm đối tượng chợt nhập vào phòng thủ quỹ của cơ quan và phá trộm kết sắt có thể khi bảo vệ phát sinh ra thì cờ ác kiểm đối tượng đã được đuổi đánh và giết bảo vệ này rồi cướp xe máy và bỏ đi khỏi hiện trường, chỉ dẫn bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu nói. Như đã đưa tin trước đó, khoảng 6 giờ 45 ngày 14 tháng 10, chỉ dẫn bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu đến trụ sở làm việc thì thấy cổng cơ quan đóng chứ không mở như mọi ngày sau khi gọi điện cho ông Đặng Ngọc Thành nhân viên bảo vệ, nhưng không được, một số người đã đi quanh trụ sở tìm kiếm thì thấy nam bảo vệ này đã nằm tết trên dũng máu phía sau tòa nhà chính. Qua kiểm tra, trên thi thể nạn nhân có nhiều vết chém, vết đập đánh. Hiện cơ quan công an vẫn đang nối tiếp điều tra làm rõ rệt vụ việc.